Chiều nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và một số bộ ngành liên quan để ra soát lại chính sách tiền tệ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chính sách tiền tệ có vai trò hết sức quan trọng, do đó Chính phủ cần thường xuyên tổ chức họp về vấn đề này để chính sách tiền tệ thông suốt, hiệu quả, phục vụ sự phát triển của đất nước, người dân, doanh nghiệp, không để sai sót xảy ra, ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô, sự phát triển chung, sự an toàn hệ thống ngân hàng, tài chính quốc gia. Phải nắm chắc tình hình diễn biến trong và ngoài nước, điều hành linh hoạt thì mới bảo đảm hiệu quả, thành công. Thủ tướng nêu rõ, từ đại hội lần thứ 11 của Đảng đến nay, chúng ta đã có một số chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế. Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo khá hiệu quả, cơ bản phù hợp với tình hình thực tế. Thời gian qua, chính sách tiền tệ đã kết hợp hài hòa với các chính sách khác, nên tình hình kinh tế xã hội trong 7 tháng vừa qua đều phát triển. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thẳng thắn cho rằng, thời gian qua, mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng, tăng trưởng tín dụng chưa đáp ứng được yêu cầu, nhu cầu tăng vốn tăng cao vào cuối năm, tăng nhu cầu ngoại tệ, vấn đề địa chính trị. Cuối tháng 7, dư nợ tín dụng vẫn còn khá cao, vì vậy Thủ tướng yêu cầu cần tìm các giải pháp phù hợp để dòng tiền thâm nhập sâu vào nền kinh tế. Cùng với nêu một số bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành chính sách tiền tệ, tới đây Thủ tướng yêu cầu khi điều hành chính sách tiền tệ cần phải nắm chắc tình hình, bám sát tình hình điều hành chính sách tiền tệ của các nước, tình hình xuất khẩu để đưa ra chính sách phù hợp và linh hoạt. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cần điều hành chính sách tài khóa phải tăng thu, tiết kiệm chi, giảm phí, lệ phí, giảm thuế giá trị gia tăng, đẩy mạnh đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, đẩy mạnh xây dựng các công trình trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia, phát hành trái phiếu, đẩy mạnh thị trường chứng khoán, nâng cấp từ cận biên lên thị trường mới nổi, đẩy mạnh hóa đơn điện tử, thương mại điện tử. Về chính sách thương mại và đầu tư, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao đẩy mạnh chính sách xuất khẩu mới, cố gắng đạt mục tiêu từ 750 đến 800 tỷ đồng, tăng tiêu dùng trong nước, chống buôn lậu hàng nhái hàng giả, đẩy mạnh đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Cùng với đó là điều hành lãi suất, cắt giảm các thủ tục hành chính để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân doanh nghiệp vay vốn sản xuất kinh doanh, điều hành linh hoạt, hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá, tiếp tục điều hành các tổ chức tín dụng, tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn, kiểm soát nợ xấu, tăng cường công tác thông tin truyền thông rõ ràng, minh bạch, sản phẩm của các tổ chức tín dụng. Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng phải là đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số, mang lại lợi ích thiết thực, hiệu quả cho người dân, vấn đề tái cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, chính sách cho vay mua nhà thu nhập thấp. Thủ tướng đánh giá ngân hàng là huyết mạch của nền kinh tế, nếu huyết mạch này không lưu thông thì ảnh hưởng đến sức khỏe của nền kinh tế, nếu điều hành chính sách tiền tệ tốt, tạo thuận lợi, nền tảng cho phát triển đất nước nói chung và cho các ngành kinh tế nói riêng.